Công ty điện tử Anh Nguyễn, công ty Ada Anh Nguyễn xin đọc kính chào đến cả các bác, các anh chị, các bạn và các em nhé. Hôm nay buổi sáng thứ ba của ngày 19 tháng 6 năm 2018, đó là mùa mùa hạ, có những tia nắng vàng đủ mạnh để sưởi ấm lòng người, sưởi ấm thiên nhiên và sưởi ấm bao nhiêu tấm lòng khát khao về âm thanh, về karaoke. Thì buổi sáng nay anh Nguyễn rất vui mừng được test một chiếc vang số dòng họ là Chibat Siso TB1080M. Đây là phiên bản mới nhất, phiên bản cao cấp nhất và phiên bản quý tộc nhất của dòng họ là Siso Chibat 1080. Dòng này nó có một màu tím thủy chung son sắc và có độ duyên tình tứ, không những hay về chất âm mà đẹp cả về hình thức. Thì chiếc vang Siso OS510, Siso 360, Siso 1080 là dòng họ thuộc phân khúc cao cấp, dòng họ quý tộc. Nó có hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là nó sẽ xử lý được tiếng nhạc hết sức chi tiết, uy lực sâu sắc, mềm mỏng, nhẹ tan, tan biến, đi vào lòng người một cách từ từ và làm cho nhiều con tim phải chết nệm đi. Nhiệm vụ thứ hai, nó có nhiệm vụ là xử lý lời ca, có khả năng chống ù rú và rú hít, đã cho dòng ca phiêu lãng, lãng tử và đỉnh cao của dòng karaoke. Thì đây là một hiện diện của dòng vang số cao cấp tại thời điểm hiện nay trên thị trường Việt Nam. Thì chiếc vang số Siso TB1050 đã đi vào huyền thoại và sử thi của ngành âm thanh quốc tế cũng như Việt Nam. Chiếc vang số nhìn bề ngoài có một biểu tượng hết sức là khác biệt so với cái dòng vang khác. Và dòng này nó có các phím chức năng để cho người dùng có thể thực hiện ý đồ của mình trên một chiếc vang số. Tiếp theo, nó có 4 chế độ lựa chọn cho người dùng. Thì anh Nguyễn setup chế độ thứ nhất là M1 là có Eco Reverb, M2 là Reverb, M3 là Eco, M4 Eco Reverb nhưng chạy cổng quang. Bác chỉ ấn này. Đấy, ấn này là Eco Reverb. Ngoài ra các phím màu đen 1, 2, 3, 4 nó có nhiệm vụ chỉnh Eco ít hay nhiều, chỉnh Reverb ít hay nhiều, chỉnh to nhỏ của mic và to nhỏ của nhạc Music, Musicware. Thì chiếc vang số này Hành Nguyễn test cho bác Khuất Duy Hoàng, có địa chỉ là số nhà 59 đường Điện Biên Phủ, Ca Rông, Ca Mắc, Ca Rông Bông, tỉnh Đắk Lắk. Thì bác Hoàng này có người nhà ở Nga, một bác ở Nga đã nghiên cứu kênh của Hành Nguyễn rất nhiều và bác đã mua tặng bác Duy Hoàng nhưng chưa thực hiện được. Hello bác này ở bên Mỹ đang nghiên cứu của anh Nguyễn rất nhiều. Thì bây giờ bà tiếp tục mua để tặng người nhà bằng một chiếc vang số Siso TB1080M này. Trước đó bác ấy mua chiếc lọc DMX2231 và chiếc quản lý nguồn, cũng như sự tư vấn và kết nối lại cho tài âm thanh của bác thì thấy hiệu quả hơn và tốt hơn. Bác tiếp tục ủng hộ anh Nguyễn bằng một chiếc vang số đẳng cấp, hiện đại, duyên dáng và bắt mắt, đó là dòng họ là Chibat Siso TB1080. Một lần nữa anh Nguyễn xin cảm ơn tất cả các bác, anh chị, các bạn và các em trên mọi lẻo đường của Tổ quốc cũng như kiều bào nước ngoài luôn ủng hộ, quan tâm và dành cho công ty điện tử anh Nguyễn, cho tập thể anh em trong công ty anh Nguyễn một tình cảm đặc biệt, một sự thân thiện. Âm thanh là cái gì đó miêu tả lại toàn bộ các hiện tượng xã hội, thiên nhiên và con người, cũng như là kể lại những câu chuyện mà đã được trải nghiệm. Âm thanh giúp con người ta gần gũi nhau hơn, yêu thương nhau hơn và hướng về cái thiện nhiều hơn. Bây giờ một ca sĩ phó đốc kỹ thuật anh Nguyễn, đồng thuận là mồm leo, mệnh danh là mồm leo, sẽ hát tặng
bác một ca khúc nói về quê hương Việt Nam yêu dấu. Ca khúc này rất ý nghĩa, tức là một ca khúc lời cha dạy. Ca khúc này sẽ gửi đến bác, cũng như là để cảm ơn những người cha, người mẹ đã sinh thành cho chúng ta ngày hôm nay. Phương xa cha con.
con mỉm cười ân tình trao. Một ca khúc hết sức ý nghĩa khi mà cả đời cha hy sinh cho người con, trưởng thành phải trở về báo hiếu cha, thì cha đã rời qua, đã rời tuổi với trần gian. Một ca khúc hết sức cảm động mà thầy Dung Nguyễn thể hiện hết sức thành công. Anh Nguyễn xin chào các bác và hẹn gặp lại.